Consistency. It just needs butter. Need butter. Còn cái người này, cái người này nhỏ con mà sao lấy dữ vậy trời? Phải ăn cho đủ chứ. Trời ơi, một dĩa quá trời luôn rồi. Only one can you eat, only one. No chance. Bây giờ mình phỏng vấn mở tám nè. Chuyện gì? Đó. Xong mà cái món mình nấu cái mình ăn trước là sao? Mình tự tin mình nói là đồ của mình ngon nhất hả? Cái sức là phải ăn trước. Ồ, vậy mà cứ tưởng là tại vì mình nấu là mình nói mát hơn ngon hơn. Đồ ăn ngon. Đây bạn của mình nè. Quen không? Rachel, my little cousin. Hello. Vi. Không nghe chết liền nữa. Ngon, con quá ngon luôn không? Quá ngon rồi, quá ngon. Hai cái đứa này là con rơi á, cho nên không có được cho ăn ở trong nhà các bạn. Không phải ra ngoài sân ăn. Nó đùa chơi. Ở ngoài đó thường thường có mấy bữa để quay hai đứa này, không có con gấu cho nên quay hai đứa này làm cảnh các bạn. Hello các bạn, hôm nay mời bạn cùng với gia đình mình ăn mừng cái lễ tạ ơn ha. Thì mọi năm cũng giống như mọi năm đều ăn ở nhà Gail cousin, em bà con, em họ của mình á. Cái vừa nãy cái hình ảnh vừa vô là cái xóm nhà của Gail. Thì tụi mình cũng vừa tới đây thì bắt đầu đi vô nhà ăn rồi cái gì mình quay sơ cảnh đồ ăn này nọ rồi những người thân sơ qua những cái người thân của mình ha. Các bạn thấy cái cảnh trước nhà của trong cái xóm nhà Gail đây. Cũng có gì giống như mọi cái sớm thôi á mày. Vừa bước vô mấy bạn biết cái gì ấn tượng nhất vô đó với mình không? Chiếc xe đỏ đỏ chứ của Justin á, cái cháu họ của mình đó. Màu đỏ nè, xe mà muscle car của nó đó, nó modify vũ thứ. Đây có thêm chiếc mô tô nữa, anh này chơi thể thao, anh thích mấy hoạt động ngoài trời dữ lắm mà. Đã chưa? Mình hồi nhỏ mình cũng rất là mê cái chiếc này bạn. Mà cứ sợ rồi tới giờ luôn cũng chưa có được cái chiếc này. Anh trẻ, mấy anh thanh niên trẻ, mấy anh thanh niên Mỹ á, đã lắm. Mình coi mình mê lắm cái này nè. Họ ảnh modify, ảnh gắn đủ thứ rồi ảnh làm cho nó giống như là xúc nồng hay gì của bên mình đó mày. Làm cho nó mạnh lên á. Đã ha, vui. Chơi này vui, nhỏ mình cũng thích lắm. Và coi sơ qua chiếc xe của Justin, còn bây giờ mình vô nhà nha. Hey Finley, can I take picture of you? Oh, you look like Asian guy. Oh, good to see you, sir. Are you guys eating a whole person? Rachel, my little cousin. Hello. Hi. Cái này no, nè. Maybe what you can have. Right now, safe. Hello, gì Nam? Nãy giờ lo. Dạ, về tới tối thôi, cũng phải tối. Đây, bạn của mình. Đó. Đây, bạn của mình nè. Quen không? Đây. Beautiful. Gì Nam? Còn cái này, chef. My cousin husband. Thì phải giới thiệu vậy không ta? Chồng của cousin. Không biết. Oh, yummy. That was good. Yes. That was good. Các bạn thấy không, mấy cái người Mỹ thì thường ăn con gà nó ăn cái gì vậy mà. Try. Try that. Try. Oh. Trong lần thử rất ngon quá. Oh, so juicy.
Very juicy. Đây, mà tám. Súp này mà tám nấu phải không? Đây. Này mang cua hay là ở đúng là mang cua, đúng thứ ha. Thường lúc nào cũng có cục kem với lại con gà. Đây cục kem. Có nằm á, chef nấu hai kiểu baked với lại fry. That was at our old house. Oh, I remember one time. Yeah. We fried it. Fried it and then baked. And baked. Yeah. Fried's my favorite, by the way. Yeah. That's delicious. Fried is delicious. I know. never go wrong with that, right? No. Ăn cái đó là bị quýnh đó chứ. Nó giỡn chứ không phải ăn thiệt. Lâu lắm mới thấy lại gì năm nè. Lâu quá trời. Từ hôm đó tới nay, từ hôm qua lên tới nay đâu về. Em nói má mẹ chồng là biết là xuống dẫn về chỗ đó mà cũng có đi. Không, tụi con mới trả lại thử Kim Sơn. Hồi xưa mình đi Kim Sơn một lần lâu rồi, giờ năm nhớ không? Dạ. Mà thời đó không ngon lắm phải không? Mà kỳ này ngon. Dạ, kỳ này đồ ăn nó lạ, không ốc sò rồi điểm sắm đồ này kia đủ thứ hết. Dạ. Rồi nội mà bún này kia đó, giờ năm nói đi, mấy con canh cái vé, con mua vé từ Lan Tà Chiên năm lên đó. Chơi. Dạ, mở 8 đi, mở 8 chạy năm đi. Con vé rồi mấy con chưa. Rồi bún không, cái quầy bún không là như 11 là bún. Really? Dạ. Chè hả? Con nhìn chè hả? Mê luôn, mấy chục loại chè luôn. Bởi vậy mình mang cái đó mình thiếu ăn rồi. Dạ. Vì năm tính rồi, năm nói là ví dụ như mà tại vì sao nó không có cần năm ở đó, không có chuyện gì đó. Rồi. Thì thôi đi. Gieo có bình trà nữa rồi, có đũa nữa. Được chưa? Chúng Việt Nam. Ăn giống như là buffet vậy phải không? Mình bắt đầu dưới rồi đi lên. Đó, thấy chưa? Thank you, Gail. No, that was all in the bird. Oh, really? Yeah. That's a better dressing right here. Yeah. I think I missed some. Jeff, yeah. I think I'm missing something this year. Turnips? Yeah. I thought about it. Every time I cook turnips, my house cooked turnips. 2 pounds of turnips, do this. I tried to live it. I think, but your recipe is the best one, to my taste at least. That's all right. That's all right. We get it. But we still have plenty of food here, so. Bây giờ mình phỏng vấn mở tám nè. Chuyện gì? Đó. Sao mà cái món mình nấu cái mình ăn trước là sao? Mình tự tin mình nói là đồ của mình ngon nhất hả? Cái súp là phải ăn trước. Ồ, vậy mà cứ tưởng là tại vì mình nấu là mình nói đồ ăn ngon. Đồ ăn ngon. Tao ăn ngon lắm. Hình như là nhà thờ tổ chức nấu nướng là 18 hay nấu cái này phải không? Hay là ở dưới nhà thờ á? Quảng cáo người ta bắt cờ. Tính quảng cáo bạn mai mốt khi nào mà mình lại đám cưới có gì đó là đặt mà tám nấu nó trời dở vậy. Tám kéo tay mà. Thank you.
làm mất cả đêm. Ê, gì mà bự con mà ăn ít vậy trời? Nhờ nhiều lần con. À vậy đúng ha. Thử thử cái món 18 nè mấy bạn. Có trứng cút nè. Có gì nữa ta? Cua, ghẹ. Rồi mấy con măng. Đó. Đó. Ồ có cái đồ dắt dắt tiêu này xịn nha. Thì bạn muốn cái cái này chắc bỏ túi dừa lắm mà hả ta? Cái này có bỏ túi dừa nha. Để mình coi cậu Tám khen cái món súp của mợ Tám nấu các bạn. Tại vì mợ Tám nấu chắc phải khen rồi. Giờ dở cỡ nào cũng phải khen. Mình coi cậu Tám. Không ăn chết liền nữa. Ngon, ngon. Con quá ngon luôn không? Quá ngon rồi, quá ngon rồi. Quá ngon luôn. Được rồi, ngủ được rồi, đi ăn cái khác nha. mà không thiệt ngon thiệt, vừa ăn lắm. Có cái nấm này, thích cái nấm này nè, cái nấm nấm tiết ha. Ăn sực sực giòn giòn ngon rồi cả. Còn cái người này nhỏ con mà sao lấy dữ vậy trời, phải ăn cho đủ chứ. Thôi một dĩa quá trời luôn rồi. Only one can you eat all one. No chore. Splendor. Thank you. Wow, you have me. Giờ tới phiên mình các bạn. Cái này là cái nằm ở ngoài con gà hả anh Ti? Cái này là nằm trong con gà phải không? Yeah. I think I'm going to get this. Yeah. Trong con gà. Trong con gà thường thường nó có cái juice của con gà nó chảy ra. Ăn miếng nha. Con đứng. Không. Dạ dạ. Đứng. Khoai, khoai tây, khoai lang. Giờ mình trở lên quay chef coi. Bởi vì chef nãy giờ làm mấy giờ vậy? First. Oh sure. Wow, gieo nấu gần như những món này là cũng gieo nấu. Happy wife, happy life. Happy wife, yeah. There you go, baby. Wow. That's right. Thì miếng này, món ăn thử nha. Cái này nữa, cái này bình thường lú lặn như gà là cũng có cái này mà. Cái cranberry, mà thường thường mình lấy. There you go, girl. Một phần của mình, thường thường mình đã ăn cái này nó ngọt rồi em. Thích gà hơn, rồi mình sẽ lấy miếng gà lên đây. Chia. Vô nè, vô cậu Tám, mà Tám, vô. Vô, 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 chứ quên, vô, vô. Vô luôn nha Tí, rồi, vô. Cái gà thường thường chế thêm cái miếng gravy của cậu Tám. Nãy nghe cậu Tám nói. Dạ, mà mình không có chế mà. Ăn vậy cho thử cho nó nguyên chất đó mà. Bánh nhỉ. Mềm ngon lắm, juicy. Nó không bị khô. Anh thịt năm trước không? Cái này ngon, cái này trong gà mà. Ngon. Ngon.
Rồi, cái này cũng ngon mà. Vô cái này nha. Cái này ngon. Có cái lớp mặt nó có cái đường nữa. Nhai giòn giòn mới ngon. Nghe chưa? Hai cái đứa này là con rơ vậy, cho nên không có được cho ăn ở trong nhà mà. Không phải ra ngoài sân ăn. Nó đùa chơi. Ở ngoài đó, đó thường thường có mấy bữa để quay hai đứa này không có con gấu cho nên quay hai đứa này làm cảnh các bạn. Ở ngoài đó hay có gấu lắm bạn. Đây nè, tại do phía sau như có rừng cây á. Thì trưa gấu nó hay lại đây lắm mà. Sáng hay chiều gì không biết nữa. Ủa? Tưởng không ăn chứ à? Hiếu, can you review đồ ăn coi? No promises. Đồ giỡn bắt Hiếu. Let's start off with our main attraction. Oh, right. The roll. Not the turkey. The roll nãy Hiếu với Sáu mua phải không? Is that the one, Hiếu? Yeah, it's the one. Consistency. Just needs butter. Need butter. Oh, đúng rồi, phải thường thường chẻ ăn cái để butter vô. Now let's start off with the sweet potato casserole. Nice. Really sweet taste. Smooth. Có hình như ở trên cái mặt nó cái pecan topping. Pecan topping. It's kind of like, yeah, I really like the topping. It's kind of like fun to eat, right? Yeah. Okay, chewy, not chewy, crunchy and kind of crunchy. Like it breaks when you bite into it. Yeah. Oh yeah, I mean corn. Stuffed, yeah. Nhưng của con gà. It's good. Good, right? I like. Sao thích cái đó luôn á? It's very good. I can't really give much of a review on that. But it just tastes good. Giống như là Hiếu thích hơn nữa phải không? Hiếu thích cái chắc tại vì cái turkey Hiếu không có chế cái gravy lên nữa Hiếu. You supposed to put some gravy on so it add more flavor to the turkey. Is there gravy? Yeah. Really? Mm-hmm. I don't know. By the oven. Oh, it was pretty good. Good. It was the turkey and the casserole. The green bean. Hồi ăn uống thì cùng gia đình cũng ăn xong rồi bạn. Bây giờ thì Felicia có cái game left, right, center, cái là gì đó, xong giống vậy, mình quên mất rồi. Mấy bạn chơi chung nha. Let me see your dollar, Ella. Thank you. I thought you gave it to me. You handed it to me. Có chơi cái vụ gì đây? You pay too? You under $80. Here, okay. Here's your $100. I should have given him. I should be here with Kevin. All right, so you're gonna put your three chips in front of you. Nana, where yours? Okay, we're gonna put three chips in front of us, okay? Oh, wait, Justin. It's gonna be tight around the table. Oh, yeah. Okay. Who else? Nancy! Thôi để mình kết thúc video tại đây. Cái video này cũng hơi khá dài đó bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã cùng với gia đình mình ăn cái lễ tạ ơn ha. Rồi với lại chơi chút xíu game này. Nhưng mà mình sẽ tiếp tục cái game này trong cái phần kế phần từng cho từng sau nha bạn. Tôi do này dài. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.